bóng sâu, trong khi Nosagu đã có những pha trả bóng chính xác. Đã có sự khác biệt được tạo ra trong set đấu đầu tiên này. Cơ hội cho Nosagu vượt lên sau khi đã giành break. Không được. Pha lên lưới với vị trí tốt dành cho Nosagu. Nhưng lần này thì anh đã thực hiện cú vô lê không chính xác. 0-15. Bóng bung ra ngoài, một cú giao bóng nảy cao và xoáy từ phía Nosagu. 15 đều. Bóng đi chệch dây, những lỗi đánh hỏng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn với David Nguyễn. Tình huống tiến vào trong sân để dứt điểm. Tỷ số đang là 4-2 dành cho Nosagu.
một thế trận mà David Nguyễn đang gặp bất lợi. Lỗi kép thứ hai của David Nguyễn trong trận đấu này. 0-30. Tiếp tục là những bất lợi rất lớn hướng về phía David Nguyễn. Vẫn còn hai cơ hội nữa giành break cho Nusangu. Tỷ số được cân bằng 40 đều. Những pha xử lý tốt của David Nguyễn cứu được những break point. Không được. Giao bóng tốt, lấy lại sự chủ động, nhưng cú thuận tay của David Nguyễn lại không có được độ chính xác cao nhất. Tiếp tục đối mặt với nguy cơ mất game. Đó là một pha xử lý rất hay của David Nguyễn. Bóng đi với tốc độ nhanh trong cú dứt điểm quyết đoán. Tiếp tục là đều. David Nguyễn một lần nữa cứu thua trong game đấu của mình. Nhưng game đấu hết sức khó khăn với David Nguyễn. Những điểm winner rồi lại là những lỗi đánh hỏng. Tiếp tục là break point.
Pha di chuyển rất tốt của Nosagu. Một tình huống rất cố gắng của tay vợt người Hàn Quốc. Nhưng loạt bóng bền vẫn là thời điểm mà Nosagu cố gắng chơi tập trung, trong khi chỉ số giao bóng 1 của Đại Việt Nguyễn đã có phần suy giảm. Tấn công rất tốt, giao bóng tốt và Đại Việt Nguyễn lại có cơ hội. Cuối cùng thì game đấu đã thuộc về David Nguyễn, rất khó nhọc. Rất nhiều lần phải cứu break point. Nhưng tay vợt người Mỹ cũng đã có được thành công trong game cầm giao bóng của mình. Dù không thể có thêm một điểm break thành công nữa ở game đấu trước, nhưng Nosagu vẫn đang nắm giữ cơ hội trong tay. Hãy cầm giao bóng những game còn lại để kết thúc set đấu này.
Bóng bật lưới và ra ngoài, may mắn đã không thuộc về David Nguyễn. 30-0. Đè bóng không tốt khi phải lùi rất sâu sau vạch cuối sân. 3 điểm liên tiếp cho Nusangu. Tình huống giao bóng tốt của Nusangu và game 5-3. Lần này thì may mắn đã thuộc về David Nguyễn. Bóng bật lưới và rơi sang phần sân của Nusangu. Một thế trận tốt dành cho Nusagu vẫn được tay vợt Hàn Quốc thể hiện trong set đấu đầu tiên, sớm giành break và duy trì những game cầm giao bóng của mình. Một sự khởi đầu có phần rất thuận lợi cho Nusagu, người đã có được một danh hiệu Man Future trong năm 2016.
Điểm đầu tiên trong game đấu quyết định của Nguyen Sang-yu lại thuộc về David Nguyễn. Bóng ra ngoài rồi. 0-30. Tiếp tục là một pha cắt bóng lỗi, những tình huống trả bóng an toàn của David Nguyễn. Và anh có 3 cơ hội để đòi lại game. Một game đấu mà Nguyen Sang-yu có thể kết thúc set đấu đầu tiên nhưng đang gặp rất nhiều khó khăn. Điểm đầu tiên trong game đấu này, cứu được break point thứ nhất. Vẫn còn break point nữa mà Nguyen Sang-yu phải đối mặt. Cú passing của David Nguyễn, lần này thì David Nguyễn đã thành công. Và tỷ số cân bằng 5 đều trong set đấu thứ nhất. Những trận đấu trước của David Nguyễn, những trận đấu đều kéo dài, giằng co. Cú trái tay rất tốt của tay vợt người Mỹ để cân bằng tỷ số 5 đều. Giờ thì David Nguyễn lại đang có cơ hội để tạo sức ép lên đối thủ của mình. 15 đều trong game đấu thứ 11. Thank you.
Bóng đã xuống rất thấp, không đủ thời gian cho David Nguyễn có thể tung ra một cú top spin. Và giờ thì anh lại phải đối mặt với việc để mất game. Pha di chuyển không tốt từ phía David Nguyễn. Anh bị hụt chân. Và ngay lập tức Sang Gu đã có được một cú passing để kết thúc game đấu này. 6-5. Một lần nữa Noh Sang Gu lại vươn lên với breakpoint thành công. Thêm một lần nữa, Noh Sang Gu cầm dao bóng trước cơ hội để kết thúc set đấu đầu tiên. Bóng ngoài 15-0. Lần này thì Noh Sang Gu đã khởi đầu tốt hơn. Loạt bóng bền rất bình tĩnh từ phía David Nguyễn. Không mở vợt rộng giống như đối thủ, nhưng David Nguyễn đã tạo ra những cú đánh với tốc độ đầu vợt tốt. Không được, rất đáng tiếc cho David Nguyễn. Anh đã đánh lạc hướng được sự phán đoán của đối thủ. Nhưng rồi lại đưa bóng không qua lưới. Với cú đánh tốt của David Nguyễn. Một cú running forehand và bóng dọc dây.
Nhưng cơ hội lại đến với David Nguyễn. Bóng dài hơi tiếc. 40 đều. Lu Sang-gyu cứu được break point. Lôi giao bóng của Sang U. Lỗi kẹp và khiến tay vợt này tiếp tục đối mặt với nguy cơ mất game. Lên lưới hợp lý để cứu thua. Lại là đều. Bóng ngoài và game đấu lại dành cho David Nguyễn. Như vậy cả hai tay vợt sẽ phải bước vào loạt tie break để phân định thắng thua. Liên tiếp David Nguyễn cứu lại được những game đấu khi đối mặt với nguy cơ để thua set đấu này. Pha tấn công tốt của David Nguyễn. Chúng ta cùng xem lại pha né trái đánh phải này. Mini break đầu tiên trong loạt đấu dành cho tay vợt người Mỹ. Thank you.
Tiếp tục là những loạt bóng bền và David Nguyễn là người chơi ổn định hơn. Tiếp tục là những pha xử lý chính xác của David Nguyễn. 4-1. Loạt tie break đang hoàn toàn thuộc về David Nguyễn vào lúc này. Rất may mắn, không phải lần đầu tiên có những pha bóng bật lưới dành cho Nusangu. Rút ngắn tỷ số trong loạt đấu này. Bóng ra ngoài. Thêm một điểm nữa cho Nusangu. Cú dummy không tốt của David Nguyễn. Nhưng pha bám đuổi giữa hai tay vợt vẫn tiếp tục diễn ra. No.
Thêm một điểm nữa cho Nusagu, thế trận đang thay đổi rất nhanh. Từ thời điểm David Nguyễn dẫn trước 4-1. Nhưng giờ thì cơ hội để kết thúc trận đấu, kết thúc sạc đấu lại đang thuộc về tay vợt người Hàn Quốc. Hắn đã có set point. Tỷ số được rút ngắn. Đây lại là một cú passing dành cho David Nguyễn. Sáu đều trong loạt tie break. Chúng ta cùng xem lại pha tấn công này, một cú đánh dọc dây 5 ăn 5 thua, pha tấn công quyết đoán của David Nguyễn. Thêm một tình thế khó khăn nữa mà David Nguyễn đã vượt qua. Những tình huống quyết định dành cho David Nguyễn. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Cú chè tay tương đối nặng từ phía Nusagu nhưng đã được David Nguyễn tận dụng thành công. Một điểm winner để kết thúc loạt tie break. Và phần thắng trong set đấu đầu tiên đã dành cho tay vợt người Mỹ. Liên tục bị dẫn trước, liên tục bị đối phương tạo ra khoảng cách và mặt điểm số. Nhưng David Nguyễn đã trở lại đúng lúc và vượt qua Nusagu trong set đấu thứ nhất này.
Set đấu thứ hai của trận tứ kết. Ở set đấu đầu tiên, No Sang-gu đã có những cơ hội rất tốt để có thể kết thúc set đấu, nhưng anh đã không tận dụng được những cơ hội của mình. Game đấu đầu tiên dành cho Sang-gu một cách chóng vánh. Sang-gu cũng là người có sự khởi đầu tốt hơn trong set đấu thứ nhất, nhưng người chơi kiên trì và bản lĩnh hơn lại là David Nguyễn. Không được. Những game đấu vừa qua, tình huống trả bóng trái tay của No Sang-gu
đã được thể hiện khá tốt. Và giờ lại là cơ hội giành game cho Nusagu với breakpoint. Không qua lưới và game cho Nusagu. Nusagu giành break ngay trong game đầu tiên cầm giao bóng của đối thủ ở set 2 này. Tỷ số là 2-0. Ba mười mười lăm, chúng ta cùng xem lại tình huống này. Liên tiếp những pha dồn bóng vào cùng một vị trí của David Nguyễn. Ba không cho Nusago. Lần này thì Nusago đã vượt lên, và với những cơ hội như thế này chắc chắn anh sẽ không muốn lặp lại những sai sót của mình ở set đấu thứ nhất với những cơ hội thực sự rõ rệt. Thank you.
bóng dài 0-15, lối đánh hỏng của David Nguyễn. Một cú thuận tay đưa bóng trượt ra sau vạch cuối sân. David Nguyễn mất thêm một điểm nữa. Sạch đấu thứ hai đang diễn ra hết sức thuận lợi cho Nusangu. Và với những diễn biến như thế này, nhiều khả năng các tay vợt sẽ phải phân định thắng thua trong set 3. Tiếp tục là lỗi đánh hỏng của David Nguyễn. 15-0. Thank you.
5-0. Những game đấu rất dễ dàng dành cho Nusangu trong set đấu thứ hai. Giờ thì David Nguyễn cần đến sự chăm sóc của nhân viên y tế. Có thể sẽ là một set đấu thua nhanh của tay vợt người Mỹ sau khi đã dồn sức cho set đấu đầu tiên với loạt tie break. Pha xử lý rất kinh nghiệm của David Nguyễn.
Game đấu giúp anh tránh được một set thua trắng. Nhưng pha phản công tốt của David Nguyễn. Giao bóng tốt. Thêm một điểm nữa cho tay vợt người Mỹ. Tỷ số là 30-15. Bóng ngoài. Nhưng pha điều bóng chủ động của Nusangu. 40-30. David Nguyễn đối mặt với break point và đây cũng là cơ hội để Nusangu kết thúc set đấu này.
David Nguyễn đã mắc rất nhiều lỗi kép ở trong trận đấu ngày hôm nay, nhưng anh vẫn cố gắng giữ những cú giao bóng hài có phần mạo hiểm, vẫn muốn duy trì một tốc độ tốt trong lần giao bóng hài. Tiếp tục là một lỗi kép của David Nguyễn. Tiếp tục là đều. Tiếp tục là những cơ hội cho Nusangu để có thể khép lại set đấu thứ hai. Rất nhiều những cơ hội để khép lại set đấu này, nhưng David Nguyễn vẫn đang chơi rất cố gắng, không hề buông xuôi, không hề bỏ cuộc khi bị dẫn tới 0-5. Tiếp tục là những pha bóng có phần thiếu chủ đích từ phía David Nguyễn. Bóng ra ngoài. Và cuối cùng thì set đấu này cũng đã khép lại với phần thắng dành cho Nusangu. Một set trắng với tỷ số 6-0. Rất nhanh chóng Nusangu cân bằng tỷ số 1-1, đưa cả hai bước vào set đấu quyết định.
Xét đấu thứ 3, xét đấu quyết định của trận tứ kết đơn nam. Nusayu cầm giao bóng và anh đã để mất 2 điểm. Bóng ngoài, những cú thuận tay rất chủ động của Nusayu. Bị đẩy lùi sâu sau vạch cuối sân, David Nguyễn thực sự bị động, chơi những pha điều bóng của đối thủ. Game đấu giằng co ngay từ đầu set đấu thứ 3. Hai tay vợt đang cố gắng tập trung và dồn toàn sức cho thời điểm quan trọng này. Lợi dao cho Nusayu, cơ hội để kết thúc game đấu đầu tiên. Game cho tay vợt người Hàn Quốc, hạt giống số 8 đã vượt lên với một game đấu không hề dễ dàng. Sự phản kháng từ phía David Nguyễn.
Tiếp tục là một lỗi kép của David Nguyễn, một trận đấu mà tay vợt người Mỹ đã giao bóng rất tệ, rất nhiều những lỗi giao bóng kép. Đá bóng tốt. 30-15. Cú top spin không tốt của David Nguyễn, bóng đã xuống thấp. Trái bóng vòng lên quá cao. Những pha xử lý không tốt của David Nguyễn, một game đấu mà anh đã dẫn trước. Tuy nhiên lúc này lại phải đối mặt với break point. Mới đều. Lần này là tình huống giao bóng tốt của David Nguyễn. Cần thêm những pha xử lý tương tự và gia tăng hiệu suất thành công như lần giao bóng 1. Oh.
Một game đấu không hề dễ dàng với David Nguyễn đối mặt với Breakpoint. Nhưng tài vợt này đã trở lại đúng lúc và tỷ số cân bằng 1-1. Một cú trái tay tốt của David Nguyễn. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Thêm một lỗ đánh hỏng nữa từ cú thuận tay. Phía trước vẫn là những game đấu hết sức khó khăn cho cả hai tay vợt, một thế trận giằng co và sạch đấu quyết định. Cả hai đều đang giành nhau từng điểm một. Nushagu đã quá chủ quan. Dù vậy thì David Nguyễn đã không có góc độ tốt nhất để thực hiện một cú lốp bóng.
Rất bình tĩnh, kiểm soát tốt khu vực trên lưới. 15-0, Đặng Vị Nguyên vẫn tiếp tục phải bám đuổi đối phương. Tỷ số cân bằng 2-2, một game đấu tốt dành cho David Nguyễn. Hãy
Dù sao thì đó cũng là pha ghi điểm của Nushagu, nhưng cho rằng trước đó bóng đã ra ngoài. Cơ hội để kết thúc game đấu thứ 5 cho Nushagu. Một cú chai tay rất ấn tượng từ phía Nushagu. Cú đánh dọc dây khiến cho David Nguyễn phải di chuyển vất vả. Cú đánh dứt điểm còn lại là hết sức đơn giản dành cho tay vợt người Hàn Quốc. Sạc đấu quyết định vẫn tiếp tục là những game đấu giằng co và bám đuổi rất quyết liệt giữa David Nguyễn và Nushagu.
Lại thêm tình huống mắc lỗi kẹp nữa từ phía David Nguyễn. David Nguyễn để mất 2 điểm. Đầu tiên là lỗi kép, nhưng lỗi đánh hỏng và giờ tiếp tục đối mặt với breakpoint. Một game đấu hoàn toàn bất lợi với Nu Sangu, với David Nguyễn khi tại phần này để mất 4 điểm liên tiếp trong game cầm giao bóng của mình. Một game đấu quan trọng đã được Nu Sangu tận dụng thành công và dòng số 8 vươn lên dẫn 4-2. Một cú trả bóng tốt của David Nguyễn khá bất ngờ. Tình huống né trái đánh phải. 30-15. Cơ hội để có game thắng thứ 5 và đó sẽ là sức ép rất lớn của Nu Sangu lên David Nguyễn. Bóng ra ngoài và thế trận đang hoàn toàn nghiêng về phía Nu Sangu. Tay vợt Hàn Quốc đã có 5 game thắng và đang tiến một bước dài đến game đấu quyết định của trận tứ kết này.
Lối đánh hỏng của David Nguyễn. Khoảng cách 3 game đấu và David Nguyễn cũng cần tới 3 game thắng liên tiếp. Một mục tiêu không hề dễ dàng vào lúc này. Lỗi rào bóng tiếp tục làm khó David Nguyễn trong những game của mình. Một trận đấu mà tay vợt người Mỹ đã rào bóng không tốt, rất nhiều những lỗi kép. Điểm số để lấy lại sự tự tin cho David Nguyễn, 15-30. Cú thuận tay thiêu chính xác của David Nguyễn. Một điểm số quan trọng trong khi Nu Sang U vẫn chỉ tập trung cho những pha bóng bền. Giờ là match point dành cho hạt giống số 8 của Hàn Quốc. Bóng ra ngoài và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Chiến thắng 6-2 trong set đấu quyết định. Một trận đấu mà David Nguyễn đã chơi tập trung, tuy nhiên những lỗi đánh hỏng cùng với những lỗi giao bóng kép của tay vợt người Mỹ đã khiến cho những set đấu trôi qua nhanh. Set đấu đầu tiên, thời điểm mà David Nguyễn duy trì tốt những cú giao bóng của mình thì anh đã vượt qua đối thủ ở loạt tie break. Nhưng rồi Nu Sang U là người đã có sự ổn định hơn trong phần còn lại của trận đấu này. Hạt giống số 8 giành chiến thắng trong trận tứ kết và sẽ bước vào loạt bán kết diễn ra vào sáng mai. Trận đấu tiếp theo trên sân đấu chính sẽ là sự góp mặt của Lý Hoàng Nam. Đối thủ của anh sẽ là hạt giống số 3, Masato Shiga. Một trận đấu mà David Nguyễn mắc tới 15 lỗi kép. Dù nhiều điều winner hơn, nhưng cũng mắc rất nhiều lỗi đánh hỏng.